Tiếp tục với câu 37, đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái biến student là một cái array bao gồm có một phần tử ở bên trong là name Nguyễn Văn A. Sau đó mình sẽ tạo ra một cái biến là string sẽ bằng json.stringify. Stringify này giúp cho chúng ta có thể chuyển đổi cái array thành dạng string. Như vậy thì sau khi mà chúng ta đã sử dụng json.stringify thì chúng ta sẽ được một cái chuỗi bao gồm có các cái kết quả như thế này. Tiếp tục mình sẽ thực hiện cái việc đó là mình sẽ sử dụng thay thế lại cho tất cả những cái ký tự không phải là ký tự chữ và không phân biệt chữ hoa và chữ thường và lấy từ đầu đến cuối chuỗi, và chúng ta sẽ bỏ đi toàn bộ cái ký tự không phải là chữ này. Như vậy thì các bạn thấy chuỗi string của mình lúc này sẽ bỏ tất cả những cái không phải là chữ thì chúng ta sẽ bỏ đi. Rồi ở đây cũng bỏ, ở đây cũng bỏ, ở đây cũng bỏ, và khoảng cách chúng ta cũng bỏ đi bởi vì khoảng cách cũng không phải là chữ. Như vậy thì chúng ta sẽ còn được một cái kết quả, đó là string sẽ là name Nguyễn Văn A. Rồi sau đó chúng ta sẽ viết in toàn bộ những cái chữ này lên. Như vậy thì chúng ta sẽ có là name Nguyễn Văn A. Rồi sau khi mà có cái chuỗi string mới như thế này, sau đó mình sẽ sử dụng chấm tới slide và lấy từ cái vị trí thứ tư. Như vậy thì mình sẽ bỏ đi bốn cái vị trí ban đầu, 0, 1, 2, 3, và chúng ta bỏ đi bốn cái vị trí ban đầu như thế này thì chúng ta sẽ được kết quả của research của chúng ta, đó là Nguyễn Văn A.